Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Văn Lực. Và trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn thêm về cái dự án Ola City, hay còn gọi là Ola Network, và cái cách kiếm tiền hiệu quả từ cái chương trình Ola Network này. Và trong cái video trước thì chúng tôi đã hướng dẫn các bạn là cách đăng ký kiếm tiền thụ động, tức là cái cách đăng ký kiếm tiền với cái chương trình Ola City hay là Ola Network. Đây tôi đã hướng dẫn mọi người là cách để chúng ta đăng ký. Đây thì trong cái video đây là cái cách đăng ký tài khoản kiếm tiền hiệu quả trên Ola Network mới nhất. Thì chúng ta kéo xuống ở phía dưới này, chúng ta sẽ bấm vào đây. Thấy có chữ hiển thị thêm, chúng ta bấm vào đây. Thì đây là cái link đăng ký Ola Network, hay gọi Ola City cái tên mới, thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta đăng ký. Khi mà bấm vào cái tên này thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái trang tương tự như thế này, để chúng ta đăng ký một cái tài khoản miễn phí. Bấm vào để chúng ta đăng ký một cái tài khoản miễn phí. Đấy. Cái cách đăng ký rất là đơn giản mà chúng tôi đã nói với quý vị rồi, chúng ta chỉ việc bấm vào đây chúng ta đăng ký thôi. Đây, điền họ này, tên này, rồi mail, mật khẩu và xác nhận tôi không phải là người máy. Bấm vào đăng ký. Sau khi đăng ký xong thì chúng ta sẽ vào mail để xác thực tài khoản nữa là xong. Thế thì chúng ta có thể vào đây để chúng ta tìm hiểu thêm xong về Ola City. Ola City là gì? Thế đây là một cái nền tảng này giúp cho các thành viên tận dụng cái thời gian rảnh rỗi của mình để kiếm thêm thu nhập bằng cách này thực hiện một số cái nhiệm vụ đơn giản như là đăng ký tài khoản này, xem quảng cáo, tải app, hoặc có thể là tiết kiệm tiền bằng cách là tham gia chương trình hoàn tiền khi mà mua sắm tại hàng nghìn cửa hàng online offline có liên kết với Ola City. Đấy, đây là một cái dự án của Việt Nam rất là mới. Vậy thì Ola City có thu phí hay là bán hàng gì cho tôi không? Thì chúng ta vào đây chúng ta xem đây. Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí nhất, vĩnh viễn, không thu bất kỳ một cái khoản phí nào của các thành viên. Và ở đây thì Ola City cũng hoàn toàn không bán bất kỳ một cái sản phẩm nào cho thành viên, mà chỉ là giới thiệu đến các thành viên các cái sản phẩm dịch vụ của các cái đối tác liên kết uy tín có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Đấy, tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ Ola City thì việc này là do bạn. Đây, mỗi hành động như là tải app, xem quảng cáo, làm khảo sát vân vân thì bạn sẽ nhận được từ 1.000 cho đến 500.000 đồng tùy vào từng cái chiến dịch. Cái thời gian và công sức bạn bỏ ra sẽ là tương xứng với những gì mà bạn có thể nhận được. Và ngoài ra thì Ola City còn cho phép bạn để xây dựng cái đội nhóm cùng kiếm tiền chung với bạn, và bạn sẽ nhận được phần trăm thu nhập trên cái tổng nhóm mà bạn xây dựng. Đấy, cái tiền tôi thử rút là bao nhiêu và tôi có thể rút được tiền bằng cách nào. Tôi giới thiệu bạn bè tham gia thì có được gì không? Ta vào đây ta xem. Tất nhiên là được. Với Ola City thì khi bạn giới thiệu thành viên mới tham gia kiếm tiền cùng với bạn thì bạn sẽ được hưởng thu nhập đến 5% thu nhập của tất cả các cái thành viên mà bạn giới thiệu. Hoa hồng được tính cho các thành viên trong hệ thống là 10 tầng hệ thống. Đấy. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, kiếm tiền. Thì chúng ta thấy ở trong này có các cái cách để chúng ta kiếm tiền với Ola City. Thì đây tôi đã thống kê lại ở trong này để cho chúng ta thấy được cái cách để chúng ta kiếm, ba cách để chúng ta kiếm tiền. Đây, cách thứ nhất là chúng ta đã nói ở trên rồi. Đấy, để mà kiếm được tiền thì trước hết bạn nào mà chưa đăng ký thì bây giờ chúng ta hãy xuống cái phần mô tả video, bấm vào đăng ký để đăng ký ngay một tài khoản trước này nhé. Đây, chúng ta sang cái video của tôi đây. Chúng ta bấm vào, đây là cái link đăng ký. Đăng ký xong rồi, chúng ta điền đầy đủ các cái thông tin của chúng ta xong thì chúng ta sẽ đi làm các cái nhiệm vụ. Cách thứ nhất để chúng ta kiếm tiền được này có 3 cách. Thứ nhất là chúng người dùng sẽ thực hiện các nhiệm vụ như là tải app này, xem quảng cáo, làm khảo sát. Bạn sẽ nhận được cái tiền tương ứng khác dựa vào từng chiến dịch cụ thể. Đấy là cái cách thứ nhất. Rồi cách thứ hai, đây ta có thể là
xây dựng một cái đội hình nhiều người thân bạn bè để kiếm tiền chung, bạn có thể sẽ được hưởng phần trăm thu nhập dựa trên số nhóm đội mà bạn xây dựng được, và bạn nhận được 2.500 đồng cho mỗi lần mời thành viên vào nhóm. Và đặc biệt là bạn còn nhận được thêm 5% thu nhập của những người trong nhóm. Ví dụ như đây là minh họa cái hệ thống 10 tầng của Ola Network. Đây, ví dụ như tầng thứ nhất bạn mời được 10 thành viên thì cái hoa hồng giới thiệu được 25.000, rồi hoa hồng thu nhập, ví dụ như mỗi người kiếm được 100.000 thì ở đây bạn sẽ được số tiền đây, và bạn được đây tổng thu nhập nhận được là 75.000 này. Tầng thứ hai bạn có được phát sinh ra được 100 người, tầng thứ ba được mấy người, và đến tầng thứ 10 thì được một cái số tiền cũng rất là lớn. Đấy là cái xây dựng cái đội nhóm, cái hệ thống thì chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Chúng ta nhìn trong cái bảng này thì chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích của cái việc mà xây dựng cái hệ thống đến 10 người vào trong cái đội nhóm của chúng ta. Đấy là cái cách thứ hai. Và cái cách thứ ba ở đây là bạn có thể mua sắm tại các cái trang thương mại điện tử hàng đầu của Việt Nam nhờ vào tính năng hoàn tiền trên Ola Network, hoặc là mua sắm trên các cái cửa hàng offline đã liên kết với Ola Network. Số tiền hoàn của mỗi lần mua sắm cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào đối tác, thông thường là từ 3% cho đến 50%. Và ở đây thì các cái cách kiếm tiền này của Ola City hay là Ola Network sẽ giúp bạn có được những cái cách làm và cái nhìn mới mẻ hơn về cái kênh kiếm tiền online miễn phí này. Những cái cách kiếm tiền này là hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có thể xem cái tài khoản một cái tài khoản kiếm tiền ở đây. Đây là cái tài khoản mà tôi đã chụp lại. Ở bên này là cái thu nhập đang chờ duyệt là 17.543.000. Cái màu đỏ bên này là cái màu đỏ là thu nhập đã duyệt là 9.754.000, và thành viên của bạn là 3.798 thành viên. Đấy, làm rất là tuyệt vời. Nếu bạn nào mà chưa có thì chúng ta hãy đăng ký ngay một cái tài khoản nhé. Cái link đăng ký tôi để dưới cái phần mô tả. Chúng ta chỉ việc bấm vào, sau khi bấm vào cái link đăng ký dưới cái phần mô tả của video rồi thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang như thế này. Chúng ta bấm vào đăng ký miễn phí ở đây. Sau khi đăng ký xong thì nó sẽ đưa các bạn đến, chúng ta sẽ đăng nhập vào. Đây, đăng ký. Sau khi đăng ký xong rồi, như tôi có vừa đăng ký một cái tài khoản hướng dẫn cho các bạn thì đã có tài khoản thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta đăng nhập. Đây, đăng nhập với mail của chúng ta, mật khẩu, bấm vào tôi không phải là người máy ở đây, để chúng ta vào chúng ta đi kiếm tiền. Ví dụ lưu này, chúng ta đăng nhập vào cái hệ thống của chúng ta. Đây, ví dụ như đây tôi mới làm thử cái xem quảng cáo. Đây, ta có thể vào cái mục kiếm tiền này. Mục đây là mục xem quảng cáo này. Đây, tôi không phải là người máy, ta bấm vào. Có rất nhiều các cái quảng cáo để cho chúng ta xem để chúng ta kiếm tiền. Đây, sản phẩm hỗ trợ giảm viêm lết dạ dày tá tràng. Giá tiền là 104,13 đồng, thời gian xem là 60 giây. Ví dụ ta có thể bấm vào đây để ta xem. Đây, chúng ta bấm vào đây chúng ta thấy cái bên cạnh dòng của chúng ta bên này là có cái nó đang chạy. Ở đây là gần 53, 54. Đấy, chúng ta không được đóng, mà chúng ta phải để chúng ta xem cái quảng cáo này cho lúc nào bên này chạy hết cái số giây này thì là chúng ta được tiền. Chúng ta có thể xem hoặc là không xem. Chúng ta có thể kéo thế này chúng ta xem cũng được. Chúng ta không được đóng. Chạy bên này chúng ta thấy cái số giây nó còn lại là 33 này. Nó chạy dần xuống lúc nào về số 0 thì coi như là được. Đây là cái cách xem quảng, xem các cái quảng cáo. Và trong này có rất nhiều quắc. Trong này có rất nhiều các cái quảng cáo chúng ta có thể xem. Đây 14, 12 này, 11 này.
Đấy, như thế là xong rồi. Chúng ta thấy xong rồi thì bây giờ nó lại có một cái quảng cáo khác cho chúng ta. Cái quảng cáo này là giá tiền là 104,13 đồng xem trong 50 giây. Chúng ta có thể là xem, có rất nhiều các quảng cáo để chúng ta xem. Xem xong rồi chúng ta có thể quay lại chúng ta xem là chúng ta đã có được tiền chưa. Đấy, chúng ta đã được thêm là 305 đồng rồi. Đấy, nghĩ cái số tiền này nó sẽ... Đấy là cái phần xem quảng cáo. Cái thứ hai là chúng ta có thể vào đây chúng ta làm nhiệm vụ. Đấy, trong này có các cái nhiệm vụ để cho chúng ta làm. Đây là cài đặt app là MB Bank nhận ngay 60.000 đồng trên Android. Thì chúng ta có thể cài đặt làm theo cái hướng dẫn ở trong này để chúng ta nhận 60.000. Đấy, gia đình, đấy là cái phần nhiệm vụ. Có thể vào đây làm cái chiến dịch VNDC, thưởng 3.500 đồng cho mỗi thành viên mà bạn giới thiệu trong 7 level. Đấy. Thì cái phần này chúng ta sẽ vào đây chúng ta xem thêm. Còn ở trong này thì chúng ta thấy là đây, đây là cái tiết kiệm tiền, đây là hoàn tiền online này. Và tích điểm thì cái này ta có thể xem xong. Đây đội nhóm này, ta phải xây dựng cái đội nhóm. Đấy, đây là thống kê thu nhập cá nhân này, thu nhập nhóm này, số dư hỏi đáp, và đây cài đặt các cái thông tin cá nhân trong đây. Chúng ta vào để chúng ta cài đặt nha, cài đặt các cái thông tin cá nhân của chúng ta đầy đủ. Đấy, đây là cái tài khoản mà tôi vừa mới tạo xong, hướng dẫn tạo xong cho các bạn, một cái dự án rất tuyệt vời. Đây, cái cách thứ hai là chúng ta copy cái link giới thiệu của chúng ta ở trên này. Tất cả mỗi người đều có một cái link giới thiệu này. Chúng ta sẽ copy lấy cái link này để đi chia sẻ. Giống như tôi chẳng hạn, tôi có một cái link để dưới cái phần mô tả của video đây. Thì mọi người vào đây để đăng ký qua cái link của tôi thì tôi sẽ được là 2.500 đồng trên một người và hưởng 5% thu nhập của mỗi người. Đấy. Và hưởng dưới 10 tầng. Thì các bạn cũng vào đăng ký thì các bạn sẽ thấy được cái hệ thống của các bạn. Và những người sau lại đăng ký đằng dưới hệ thống của các bạn. Và nếu các bạn đăng ký thì nó sẽ hiện tên của các bạn trong hệ thống của tôi, và tôi sẽ dễ dàng hỗ trợ được các bạn. Thì đây là một cái dự án rất là tuyệt vời. Đấy. Như vậy là trong cái video này thì tôi đã giới thiệu thêm cho các bạn về cái dự án Ola City và cái cách, những cái cách kiếm tiền hiệu quả từ cái dự án Ola City này, hay cái tên gọi cũ đây là Ola Network. Và đừng quên, sau khi xem xong video này, những bạn nào còn chưa đăng ký để kiếm tiền với dự án này thì các bạn hãy đăng ký ngay để chúng ta cùng kiếm tiền với dự án này. Đây là một dự án rất hot của Việt Nam chúng ta. Cuối cùng, xin chúc quý anh chị và các bạn sẽ kiếm được thật nhiều tiền từ dự án này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.